Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, ở đây có bạn nào đã từng tận mắt nhìn thấy những con robot thông minh ngoài đời thực chưa nhỉ? Nếu có rồi thì hãy chia sẻ ngay dưới phần bình luận cho Top 1 chúng mình cùng biết với nhé. Dù chưa được sờ tận tay, nhìn tận mắt những con robot, thế nhưng sau vài ngày tìm hiểu và nghiên cứu thì Top 1 chúng mình đã tìm ra những con robot đáng sợ nhất hành tinh. Chúng thông minh đến bất ngờ khiến con người chúng ta phải e ngại. Thậm chí có những con còn phát ngôn một câu xanh rờn rằng chúng sẽ tự tay tiêu diệt loài người. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với Top 1 chúng mình đi tìm hiểu những con robot được cho là đáng sợ nhất hành tinh và tìm hiểu vì sao chúng lại dám hùng hồn như vậy nhé. Robot giao tiếp Chihira Aiko. Ở đây có ai đã đi làm rồi chưa nhỉ? Liệu bạn đã từng cảm thấy kiệt quệ đến mức ao ước giá như có một con robot có thể thay mình làm việc một chút không? Chính xác là chúng mình đang nhắc tới con robot giao tiếp Chihira Aiko. Chihira Aiko là con robot có hình dáng giống như con người. Chúng có khả năng giao tiếp tự nhiên và thể hiện cảm xúc mà không quá phụ thuộc vào những gì đã được lập trình trước. Được phát triển thông minh với 43 bộ phận chuyển động trên mặt, thân, vai và cánh tay, robot Chihira Aiko có thể tạo ra những chuyển động linh hoạt na ná với con người. Chúng thậm chí có thể cười, khóc và thể hiện nhiều trạng thái khác nhau trên khuôn mặt. Ước thì ước thế thôi, chứ nếu đêm tối đang ngồi xem phim kinh dị mà bỗng dưng quay sang thấy con robot nó đang cười, thì ôi thôi, sợ tè cả ra quần luôn. Nhà phát minh ra con robot này thậm chí còn hy vọng trong tương lai, robot Chihira Aiko có thể thay thế con người để làm nhiều công việc khác nhau như nhân viên bán hàng, tư vấn, lễ tân, chăm sóc người già hay hoạt náo viên. Không biết đội sáng chế đang làm tới đâu rồi, chứ chúng mình đang cảm thấy lo ngại rồi đây nha. Thế này thì không ai thèm thuê nhân viên nữa mất. Flatcat, robot mèo kinh dị nhất thế giới. Thực tế qua nhiều năm, có rất nhiều những phát minh robot khiến con người phải ngã ngửa như robot biết bơi lội hay robot biết nhào lộn. Chưa có con robot nào lại mang đến vẻ đáng sợ như robot Flatcat này. Chính xác thì nó là cái gì? Và mục đích của nó là gì nhỉ? Về cơ bản thì Flatcat là một robot cực kỳ đơn giản. Phản ứng khi người sử dụng gấp, vặn và cuộn cơ thể của nó thành các hình dạng khác nhau. Nó không có chân, nhưng giống như một con giun, nó có thể co bóp nhịp nhàng và mở rộng cơ thể để từ từ chui qua sàn nhà. Nói cách khác, nó có thể theo dõi bạn hoặc săn lùng bạn nếu nó muốn. Để làm cho Flatcat trở nên đáng yêu hơn khi mọi người thực sự muốn chạm vào và tương tác với nó, những người sáng tạo ra nó đã bọc nó trong một bộ lông mềm mại và mịn màng để nó trông giống như một con mèo hơn. Hoặc ít nhất là giống với một con mèo bằng cách nào đó đã sống sót sau nhiều lần đối đầu với một chiếc xe bán tải. Không biết các bạn cảm thấy sao chứ dù Top 1 chúng mình cũng yêu mèo lắm nhưng không thể yêu nổi con này. Cứ thấy cái gì đó không hình thù rõ ràng mà ngọ nguậy là sợ câm nín luôn. E là em robot mèo kinh dị này khi được bán ra cũng chưa hẳn có người dám mua đâu. Trông sợ thế này cơ mà. Ai sống chung được với nó chắc gan phải lớn lắm đây. Robot Sophia từng tuyên bố hủy diệt loài người. Sophia là một robot hình dạng giống con người được phát triển bởi công ty Hanson Robotics ở Hồng Kông. Lần đầu tiên được xuất hiện tại công chúng vào năm 2015, Sophia được thiết kế cử động giống với con người và có trí tuệ thông minh nhân tạo. Mục đích chế tạo Sophia là phát minh ra một robot có ý thức, có sự sáng tạo và có khả năng như bất kỳ con người nào để giúp con người trong các vấn đề cuộc sống thường ngày như chăm sóc sức khỏe, điều trị, giáo dục và các ứng dụng dịch vụ khách hàng khác. Được cho là một trong những robot thông minh hàng đầu thế giới. Vậy liệu trí tuệ của con robot này có khiến chúng ta phải lo ngại? Sophia được thiết kế theo hình ảnh của nữ diễn viên Audrey Hepburn. Phần đầu Sophia được chế tạo bằng nhựa, khuôn mặt được chế tạo từ một chất liệu thông giúp cho robot này có làn da co giãn, đàn hồi giống với con người nhất. Khuôn mặt của Sophia cũng hoàn hảo với xương gò má cao và mũi thon. Các bộ phận bên trong cơ cấu máy móc của Sophia cho phép robot này có khả năng biểu cảm trên gương mặt và bộc lộ cảm xúc. Sophia còn được trang bị phần mềm máy học để lưu trữ các đoạn hội thoại trong bộ nhớ và đưa ra các câu trả lời trực tiếp theo thời gian thực. Không những thế, cô robot này còn được mời tới nhiều chương trình, sự kiện lớn để nói chuyện hay xuất hiện trên bìa tạp chí Elle như một minh tinh hay siêu sao chẳng kém gì người nổi tiếng. Trong đó có phát ngôn gây sốc rằng cô sẽ hủy diệt loài người. Điều này làm cho nhiều người lo ngại về viễn cảnh robot với trí thông minh nhân tạo vượt trội sẽ trỗi dậy và vượt ngoài tầm kiểm soát của những người tạo ra chúng, thậm chí biến con người thành nô lệ của chúng. Nghe có vẻ vô lý nhưng với những gì con robot này thể hiện, bạn sẽ phần nào phải lo lắng bồn chồn đấy. Chúng mình đang tự hỏi rằng liệu Sophia có phải được các nhà tiên tri điều tới để hiện thực hóa giấc mơ tiên tri của họ hay không? Robot vượt thủ Hisbot.
ai từng nghe tới con robot ảo ma này chưa? Khi được gắn với biệt danh phượt thủ, vào năm 2014, con robot mang tên Higgsbot với khả năng đi lại và giao tiếp đã một mình đi du lịch khắp Canada và một số nước châu Âu. Higgsbot có một thân hình trụ, hai cánh tay và hai chân linh hoạt. Phần trên thân là một cái đầu với màn hình hiển thị mắt và miệng. Nó có khả năng giao tiếp cơ bản và được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành với người lái xe cho nó đi nhờ. Được trang bị công nghệ định vị GPS, một camera và kết nối 3G, Higgsbot sẽ đánh dấu đường đi trong lúc du ngoạn trên khắp đất nước. Đồng thời, robot đưa lên những hình ảnh, thông tin trên đường đi trong suốt cuộc hành trình và cập nhật chúng trên các trang mạng xã hội. Các nhà nghiên cứu nói rằng mục tiêu của họ rất đơn giản, để xem liệu robot có tin tưởng con người hay không. Sau khi hoàn thành hai chuyến đi phượt xuyên Canada và một số nước châu Âu, vào năm 2015, trong chuyến phượt đến Mỹ, Higgsbot không may mắn đã bị tử nạn tại Philadelphia. Theo những dấu hiệu thu được cho thấy, Higgsbot đã bị một ai đó hành hung và giết chết. Thật chán cái ông nào, đến cả con robot cũng không tha các bạn ạ. Không biết với những dữ liệu và phản hồi nhận được, các nhà sáng tạo sẽ cải biến em robot này như thế nào trong tương lai nhỉ? Chúng ta hãy cùng chờ đón xem sao nhé! Robot Illum, sinh vật dưới lòng đại dương. Được tạo ra bởi công ty robot cùng tên của Na Uy, Illum là một robot giống hình thù như con rắn, được thiết kế để sử dụng dưới nước sâu nhằm mục đích theo dõi và sửa chữa các dây cáp biển mà thợ lặn hoặc tàu ngầm không thể tiếp cận được. Hãy tưởng tượng rằng những con rắn biển cơ học này có thể sẽ sớm trườn qua các đại dương trên khắp thế giới là đủ để bạn không quay trở lại bãi biển thêm một lần nào nữa. Dù sao thì có em này chống được mấy con cá mập cắn cáp quang thì cũng ok là phết đấy. Good job anh em ạ! Robot dưới hình dạng cậu bé 2 tuổi CB2. Tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh đẻ thấp tại Nhật Bản đã thúc đẩy giáo sư người Nhật Ishiguro quyết định tạo ra một chú bé sơ sinh robot cao 1,2 m và nặng 45 kg. Thế nhưng, có điều gì đáng sợ ư? Câu trả lời đến từ những khả năng của robot CB2. Nó mang trong mình trí tuệ và thể chất của một đứa trẻ 2 tuổi. Robot CB2 yêu cầu bạn phải dành sự quan tâm và yêu thương dành cho chúng. Đáng sợ hơn, nếu bạn bỏ đi mà không có cử chỉ yêu thương nào, CB2 sẽ lập tức bò và đuổi theo bạn, bất chấp bạn có đi đến đâu. Thú thực đi, bạn có dám nhìn vào ánh mắt đầy tha thiết nhưng cũng đáng sợ này hay không? Robot Pháp, biết tự quan hệ và sinh sản. Công nghệ ngày càng tiến bộ, thông minh hơn và chúng ta biết điều đó. Thế nhưng, thông minh đến nỗi giờ đây robot còn có thể làm chuyện ấy và sinh sản được. Chuyện nghe có vẻ không tưởng nhưng nó lại có thật đấy các bạn ạ. Cụ thể, một nhóm nhà khoa học đã dành ra 4 năm với mức đầu tư hơn 2 triệu bảng Anh từ chính phủ để tạo ra một thế hệ robot có khả năng vận hành tự động và xây dựng cộng đồng của riêng mình, được gọi là RoboPháp. Mục đích trong tương lai của chúng là sẽ được gửi lên vũ trụ để tìm hiểu những tinh cầu xa xôi, thậm chí tự xây dựng những căn cứ tiền đề cho nhân loại sinh sống. Robot này sẽ có khả năng tự sinh ra một phiên bản khác của chính mình, trong đó phiên bản sau này sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Chuyện ấy của con người thực chất là cách để chúng ta kết hợp hai bộ gen lại với nhau. Tức là họ sẽ kết hợp bộ gen hay chính xác hơn là mã nguồn của chúng để tạo ra một robot mới từ công nghệ in 3D. Theo đó thì robot mới sẽ sở hữu những đặc tính tốt nhất của cha mẹ nó. Dù đến nay còn rất nhiều khó khăn và hạn chế, nhưng các chuyên gia đang tỏ ra khá lo ngại về việc robot sẽ trở nên xấu xa hơn khi chúng quá thông minh. Còn các bạn nghĩ sao nếu một ngày con robot này sinh sản được? Nhớ để lại bình luận ý kiến ở phía dưới nhé! Dù viễn cảnh robot thông minh và vượt trội hơn so với con người sẽ càng có nguy cơ xuất hiện nhiều hơn và việc chúng có thể quay lại, phản bội chúng ta như trong các bộ phim rất khó có thể xảy ra. Nhưng ít nhất, chúng ta cũng nên lo sợ về mối đe dọa trước mắt. Về sự thay thế vị trí công việc đối với dân văn phòng là điều hoàn toàn sẽ thành hiện thực. Liệu có một ngày không xa, sếp của mình lại đuổi hết nhân viên và mang về những con robot với hiệu suất công việc thậm chí còn gấp đôi hay không? Thiết nghĩ, chúng chỉ nên dừng lại ở mức làm việc vặt thôi là đủ rồi, chứ không thì chỉ có ra đường mà bốc cam anh em ạ. Và nếu như các bạn cảm thấy video clip này thú vị hay ho thì đừng quên like, share và subscribe kênh Top 1 Khám Phá và nhấn nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!